Chú mèo được mệnh danh là chồng quốc dân vì yêu vợ thương con số 1 Việt Nam. Các chú nhìn vào mà học tập đây này, nhìn cơm mèo chất lượng không chỗ nào chê đến từ vị trí vợ chồng nhà lượm béo. Các cô vợ xinh xắn nên ngày nào lượm cũng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sơ hở là lại ôm vợ vào lòng, liếm lồng từ chân đến tay, lúc nào cũng thấy nó dính chặt với vợ hết, mà nhìn ánh mắt quá trời là ấm áp, đúng chất kẻ si tình. Đúng là ông chồng quốc dân, yêu vợ thương con vô cùng. Không biết mèo nhà mọi người như thế nào chứ ông lượm béo này chiều vợ chiều con lắm luôn ấy. Từ cái ngày vợ chưa cả bầu cơ, đến khi có bầu có con rồi tình cảm vẫn nguyên vẹn như xưa nhá. Từ cái ngày vợ chưa có bầu đến ngày vợ sinh, tình cảm vẫn đồng đầy như thuở đầu. Còn nhớ ngày vợ em sinh, lượm đứng bên ngoài nhìn vào đầy lo lắng và xót xa, không biết làm sao để giúp đỡ, lâu lâu lại nhìn vào xem vợ thế nào rồi. Sau này sinh xong, từ người chồng mê vợ trở thành người cha trách nhiệm, suốt ngày ở bên vợ con rồi lại liếm lông cho vợ từng tí một. Chiều vợ chiều con phải nói là số 1 Việt Nam, ngày nào Sen cũng được ăn cơm mèo từ gia đình nó hết. Ai nói mèo lãnh đạm thờ ơ đâu nhỉ, hoàng thượng cũng tình cảm không ai bằng ấy chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.